Vâng, xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với Cộng Review. Ngày hôm nay trên tay của mình đang cầm là một chiếc điện thoại mình biết rằng chắc chắn các bạn đều biết như mình. Đây là Apple iPhone 10, hay gọi với một cái tên bí ẩn hơn mình hay gọi là Apple iPhone X. Có thể nói thì đây đang là một cái sản phẩm hiện nay vẫn đang thu hút được rất nhiều sự chú ý và quan tâm của các bạn. Đơn giản với mức giá của iPhone 10 và thì hiện tại đang là tốt nhất mà bạn có thể mua được. Ví dụ như mình có tham khảo mức giá của Apple iPhone 10 tại hệ thống siêu thị di động TechOne thì mức giá đang cực kỳ tốt. iPhone 10 hiện nay mức giá chỉ từ khoảng hơn 22 triệu là các bạn đã có thể sắm được cho mình một sản phẩm iPhone 10 quốc tế như mình đang cầm ở đây rồi. Thì mình nghĩ rằng đây đang là một thời điểm vô cùng thích hợp để những bạn nào đi tìm cho mình là một trải nghiệm mới với một chiếc máy vừa mới được ra mắt của Apple. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn một lần nữa cùng đánh giá về Apple iPhone 10 để xem rằng với mức giá hiện nay của nó thì nó có xứng đáng để chúng ta chọn mua hay không nhá. TechOne hân hạnh đồng hành cùng Cộng Review. Để nói về iPhone 10 thì mình sẽ dành ra cho nó 3 từ để nói. Nó sẽ là một chiếc smartphone thiết kế đẹp, hiệu năng cao và vô cùng độc đáo. Có thể nói là năm 2017 đánh dấu 10 năm phát triển iPhone của Apple. Và năm nay thì họ cũng trình làng cho mình một sản phẩm hoàn toàn đột phá. iPhone 10 có thể coi là một trong những chiếc smartphone đã làm cho nhiều người phải tỏ ra bất ngờ. Hãng đã thay đổi quá nhiều luôn, một điều mà các bạn cũng biết rồi, Apple chuyện này luôn rất hạn chế trong việc thay đổi những chi tiết ở những sản phẩm iPhone của họ. Có thể thấy thì từ năm 2014 cho tới tận 2017 thì Apple vẫn trung thành với một kiểu thiết kế ở trên chiếc máy từ iPhone 6 cho tới iPhone 8. Nhưng với iPhone 10 thì đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Họ đã bỏ qua số 9 để nhảy thẳng lên số 10 và mình biết rằng đây cũng là một con số đầy ý nghĩa. 10 năm của Apple cũng là 10 năm đánh dấu những bước phát triển rất mạnh mẽ của ông lớn tới từ Mỹ này. Và có thể nói thì mình cũng sẽ đánh giá nhanh thôi về thiết kế của iPhone 10. Theo cảm quan của cá nhân mình, đây là một chiếc smartphone có một thiết kế đẹp, đầm chắc hơn. Nó đầm hơn hẳn cảm giác mình cầm những cái sản phẩm ví dụ như là iPhone 7 hay là iPhone 8. Ngoài ra thì về cái trọng lượng này cũng là một trọng lượng vừa đủ để cho bạn có thể cầm nắm trong một tay tốt. Về chất liệu mà nói thì Apple iPhone 10 năm nay mang lại cho mình một cái chất liệu khá cao cấp. Nó vẫn giống như những cái sản phẩm như là iPhone 8, 8 Plus với phần đằng trước là mặt kính cường lực và đằng sau cũng là một phần mặt kính nữa thay vì phần khung kim loại. Nhưng mà năm nay thì các bạn biết rồi, cái phần khung bao quanh của chiếc Apple iPhone 10 được làm từ một chất liệu mới, đó là chất liệu thép. Vậy nên thì nó sẽ nặng hơn hẳn so với những chiếc iPhone đã từng ra mắt trong quá khứ. Và theo đánh giá của cá nhân mình, đây sẽ là một chất liệu rất là phù hợp với thời đại này. Cho dù là nó hơi nặng một chút so với bình thường nhưng nhìn rất là sang trọng. Nhiều bạn sẽ nói rằng liệu về độ bền thì thép có bền hay không? Thì câu trả lời của mình rằng nó có bền nhưng sẽ không có một độ va đập quá tốt. Vì như bạn cũng biết rồi, rất là nhiều những channel ở nước ngoài cũng đã thử drop test sản phẩm này. Thì khi mà cái phần khung này chạm đất và tiếp xúc mạnh thì nó rất dễ gây ra những tình trạng là móp và cấn. Và cái tỷ lệ cao đó chính là mặt lưng hoặc là màn hình của bạn sẽ có những vết nứt và bị vỡ. Thì theo đánh giá của mình, iPhone 10 là một chiếc máy đẹp. Nhưng chúng ta cũng cần nâng niu nó, và nếu như các bạn đang thực sự cần cho mình là một sự bảo vệ tốt thì lời khuyên của mình rằng hãy dùng một chiếc ốp lưng dành cho chiếc máy này. Còn nói sâu hơn về iPhone 10, thiết kế thôi là chưa đủ để nói chiếc máy này, mà chúng ta cần nói cái quan trọng nhất, đó là về thay đổi. Năm nay thì iPhone 10 ra mắt chậm hơn so với 8, 8 Plus, nhưng về mặt cấu hình mà nói thì sản phẩm này vẫn được sử dụng cho mình cấu hình giống với Apple iPhone 8 Plus, đó là con chip Apple A11 Bionic và đi kèm là 3GB RAM. Về cấu hình thì mình sẽ không nói nhiều nữa, đơn giản nó quá mượt rồi. iOS 11 hiện nay đang có 3GB RAM và một con chip rất mạnh A11 thì mình khẳng định luôn là iPhone 10 sẽ đáp ứng cho bạn nhu cầu sử dụng ở mức tối đa có thể trong khoảng thời gian ít nhất là 2 đến 3 năm nữa. Tuy nhiên thì đó chưa phải là tất cả những gì mà chúng ta biết về iPhone 10. Ok, cấu hình không phải một điểm quá mạnh và chúng ta phải đánh đổi một điều rằng có thể mua 8 Plus với cùng cấu hình như vậy nhưng mức giá rẻ hơn rất nhiều. Nhưng các bạn đừng quên rằng với iPhone 10 chúng ta có một điều cực kỳ đáng giá, đó chính là trải nghiệm với chiếc máy này. Năm nay chúng ta có một kiểu màn hình được làm hoàn toàn khác, người ta gọi là màn hình tai thỏ. Vì các bạn thấy là phần đằng trước này chúng ta sẽ có một cái phần màn hình được lẹm ở phần giữa này. Phần giữa này sẽ là nơi chúng ta có vị trí của cảm biến, loa thoại cũng như là camera selfie. Thì mình thấy rằng đây là một cái thiết kế khá độc đáo, khá là hay và thay đổi đáng kể. Ngoài ra thì năm nay chắc chắn các bạn sẽ nhớ rằng Apple iPhone 10 không còn được trang bị phím Home cũng như là Touch ID nữa rồi. Tại sao là như vậy? Vì đơn giản đây chính là điều đột phá nhất, và Apple họ nói rằng là trong 10 năm qua thì việc loại bỏ phím Home cũng như là Touch ID chính là một trong những điều họ tự hào nhất. Thì công nhận là qua thời gian mình được trải nghiệm sản phẩm này, dù mình không phải một người được dùng iPhone 10 quá lâu, nhưng cũng đủ để mình thấy rằng Face ID, thứ mà Apple họ đang nói rằng đây sẽ là một bước tiến lớn trong công nghệ trên smartphone vào tương lai, nó đang hoạt động thực sự hiệu quả. Chỉ cần Face ID thôi là mọi thứ đều giải quyết được, không cần cảm ứng vân tay nữa rồi. Chúng ta cũng không lo cái vấn đề liên quan tới bảo mật. Vì như bạn cũng biết rồi, Face ID ở trong iPhone 10 không đơn thuần chỉ là việc các bạn chụp lại mặt của mình và chiếc máy sẽ nhận ra, mà bên trong sản phẩm này có tích hợp thêm rất nhiều công nghệ nữa, đặc biệt phải nói tới đó là AI. Nó sẽ giúp học tập khuôn mặt của bạn từng ngày. Mỗi ngày các bạn già đi hay là mỗi ngày các bạn có một khuôn mặt khác đi một chút, mọc râu hay các bạn sẽ có thêm những điều mới trên khuôn mặt, thì AI đều giúp cho chiếc iPhone 10 nhận dạng được. Và đây cũng là một trong tính năng mình nghĩ rằng cực kỳ đáng để chúng ta chọn lựa. Đương nhiên thì với một sản phẩm như iPhone 10, Face ID hoạt động vô cùng nhanh,
Mình chỉ cần đơn giản đưa máy lên, màn hình sáng, chúng ta nhìn vào màn hình, vuốt thẳng lên là máy đã có thể nhận dạng rồi. Đương nhiên thì trong một vài trường hợp, các bạn cũng cần lưu cho mình đó là khoảng cách từ mặt đến màn hình nó phải vừa đủ. Chứ nếu như bạn cầm xa như thế này, như mình đang cầm ở đây, thì hoàn toàn chúng ta sẽ không thể nhận dạng Face ID được. Vậy nên thì mình nghĩ rằng các bạn cũng nên dùng iPhone 10 khoảng thời gian để quen với điều này. Để nói về iPhone 10, chúng ta còn rất nhiều điều đáng để nói nữa. Năm nay Apple họ đã thay đổi rất nhiều. Như vậy nói thiết kế rồi, được trang bị Face ID rồi. Vậy còn gì đáng giá trên sản phẩm này? Đó chính là về việc năm nay iPhone 10 cũng đã có được cho mình những công nghệ hoàn toàn mới liên quan tới camera. Để nói về camera ở trên iPhone 10, chúng ta sẽ không có một cái camera thực sự khác biệt so với 8 Plus. Như bạn nói rằng thì camera của 8 Plus được 9 điểm thì iPhone 10 có chăng là được 9,5 mà thôi. Mình cũng có nhận điều này, nó không khác biệt nhiều nhưng nó thực sự đang là một cái camera rất tốt ở trên smartphone. Camera kép giúp các bạn có những bức ảnh xóa phông chân dung rất đẹp. Ngoài ra thì với việc là được đặt dọc như thế này thì mình thấy rằng về độ thẩm mỹ mà nói thì camera ở trên iPhone 10 được mình đánh giá cao hơn trên iPhone 8 Plus. Với việc năm nay Apple họ đã loại bỏ đi phím Home và những cái thao tác của chúng ta ở trên một cái màn hình thực sự đã đạt tới tầm đỉnh cao. Mình nói đỉnh cao vì tại sao? Các bạn biết rồi, một chiếc smartphone cảm ứng là chúng ta dùng cảm ứng từ đầu đến chân. Và Apple họ đã làm được một cái điều mà gần như rất ít hãng sản xuất smartphone Android hay thậm chí là BlackBerry không làm được. Đó chính là việc tự tin loại bỏ đi phím duy nhất ở trên màn hình. Các bạn sẽ có những cái thao tác sử dụng cực kỳ hay, vuốt nhẹ nhàng để chúng ta thoát ra ngoài. Chúng ta có thể chuyển qua những app chúng ta đã dùng bằng một cái thao tác cơ bản, đó chính là vuốt sang trái hoặc vuốt sang phải. Ngoài ra để vào đa nhiệm thì cũng đơn giản thôi, vuốt lên và ấn giữ là chúng ta vào được đa nhiệm rồi. Đó, thấy là những thao tác cực kỳ đơn giản là chúng ta đã có thể sử dụng thuần thục một chiếc iPhone 10. Thì mình nhận ra rằng là đây là điều mà người dùng đang thực sự cần. Sử dụng một tay hoàn toàn dễ, không cần phải ấn hai lần để vào đa nhiệm, không cần có những thao tác phức tạp nữa. Mà nay với những gì mà iPhone 10 đang có, chúng ta sẽ có cách sử dụng hoàn toàn thông minh và nhanh hơn rất nhiều. Còn về trải nghiệm liên quan tới pin thì nhiều bạn nói rằng năm nay màn hình của iPhone 10 là màn hình OLED nên nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Đúng là như vậy, trong những trường hợp các bạn hiển thị ở nền đen thì màn hình OLED ở trên iPhone 10 hoạt động cực kỳ tốt. Cho dù là OLED thôi nhưng màu sắc cho ra ở trên iPhone 10 mình đánh giá rằng nó vẫn vô cùng trung thực. Đương nhiên thì nó sẽ không thể trung thực, rực rỡ và đẹp được như iPhone 8 Plus. Nhưng mình đánh giá rằng với những gì mà Apple đã cố gắng thì màn hình OLED ở trên iPhone 10 sẽ mang lại chúng ta một trải nghiệm rất tuyệt. Viết pin 2716mAh đã làm rất tốt những gì mà nó có thể. Đương nhiên thì các bạn đòi hỏi nó phải có một thời gian sử dụng giống với trên 8 Plus thì mình khẳng định là không được. Vì với Face ID nó tiêu tốn rất nhiều liên quan tới điện năng. Face ID phải mở liên tục trong quá trình các bạn muốn nhận dạng khuôn mặt. Và mình nghĩ rằng đây cũng là một điều hoàn toàn bình thường. Một sản phẩm được mang trong mình những công nghệ mới hơn, những công nghệ tiên tiến hơn thì cái việc nó hao pin hơn một chút có điều chúng ta hoàn toàn chấp nhận được. Và có thể coi sau một khoảng thời gian mình được sử dụng, trải nghiệm về iPhone 10 thì mình luôn đưa ra đây là một chiếc smartphone rất đáng mua. Đương nhiên đáng mua khi bạn đầy đủ điều kiện về tài chính và các bạn có thể bỏ ra số tiền như vậy để mua nó. Và cũng đừng quên rằng như mình đã nói ở phần đầu video, thời điểm hiện tại đang là thời điểm vô cùng thích hợp để những bạn nào đang có nhu cầu mua sắm iPhone 10 hãy cùng suy nghĩ và cân nhắc. Vì mức giá như mình tham khảo tại hệ thống TechOne đang chỉ là hơn 22 triệu cho chiếc iPhone 10 bản quốc tế như mình cầm ở đây. Thực sự đó là phân khúc mức giá quá tốt, bộ nhớ trong cao, những gì sản phẩm này có tuyệt vời. Và ngoài ra các bạn sẽ được trải nghiệm một sản phẩm mới được ra mắt có vài tháng thôi mà mức giá như vậy thì mình nghĩ rằng hoàn toàn hợp lý. Và đó là những chia sẻ của mình về Apple iPhone 10 vào thời điểm của năm 2018. Còn các bạn, những khán giả cộng review, có bao nhiêu bạn đang xem video của mình đang xem ở trên iPhone 10 hay là các bạn đang có nhu cầu mua cho mình một chiếc iPhone 10 để sử dụng thì cũng đừng quên chia sẻ với các bạn ở phần comment video. Và bạn có thực sự hài lòng với những trải nghiệm mà iPhone 10 đã mang lại cho các bạn hay không? Và bạn nghĩ rằng năm nay thì Apple sẽ làm như thế nào trong những thế hệ iPhone tiếp theo thì cũng đừng quên chia sẻ ở phần comment video này. Còn tới đây thì video của mình xin phép được dừng lại. Xin chào các bạn ở trong những video lần sau. TechOne hân hạnh đồng hành cùng Cộng Review.